Dạ Toàn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ Toàn rất vui khi gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Dạ hôm nay Toàn mời cô chú anh chị và các bạn xem lại cây mai sữa rễ bên vườn nhà của Toàn. Thì cây này Toàn trồng vừa tròn 4 tháng luôn cô chú anh chị. Đó. Cây này thì Toàn o cái tàn hồi lúc nhỏ ha. Thì đây lúc trước thì Toàn có cắt ngang đây nè. Đó. Cắt ngang đây để cho cây mai của mình nó thêm lùng lực á. Và hiện tại thì cây nó ra nhánh đều rồi nè. Đó. Và hôm nay Toàn cũng vô giá thể mới cho cây mai này luôn. Tại vì cũng lâu rồi, cũng một tháng mấy rồi Toàn không có vô giá thể mới ha. Rồi hôm nay Toàn sẽ đưa những giá thể cũ này xuống đây, xong rồi Toàn sẽ vô giá thể mới ha. Thì đây Toàn lúc trước có vô lục bình nè. Đó. Để mình vô lục bình để mình giữ cái độ ẩm mát mẻ cho cái gốc mai á, với lại cái này mùa nắng nữa cô chú anh chị. Đó. Cây này hôm mấy giờ Toàn chưa có khai thác ha, thì hôm nay Toàn khui cái bộ đế ra để cho cô chú anh chị các bạn mình xem như thế nào ha. Đây, thì Toàn thấy rễ mai non ra rất là nhiều luôn. Đây cô chú anh chị, thì rễ này rễ non nó còn mọng nước luôn ha. Thì những cái rễ mà nó ra nó treo vậy nè, Toàn cũng cắt bỏ cho Toàn không lấy ha. Cây này thì rễ ghim Toàn trồng lúc nhỏ tới giờ luôn. Cây này được rồi, Toàn đưa cái rễ này qua đây nè cho nó bằng lại. Đó. Thì cây này nó tầm khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8, cây này 8 rễ. Thì thời gian sau Toàn sẽ xử lý ra cho nó nhiều rễ hơn ha. Đối với những cái rễ mà nó ra một khúc như nè. Đó, ra một khúc như nè, sau này thì mình dễ chẻ hơn. Thì 8 rễ này sau này Toàn làm có thể là khoảng mười mấy, 20 rễ, có thể là 20 mấy rễ ha. Còn những cái cọng rễ rễ màng này Toàn sẽ cắt bỏ chứ Toàn không để ha. Đây nó ra rất là nhiều luôn. Rồi Toàn đùa những cái giá thể cũ này xuống đây. À, Toàn thấy là ra rễ rất là mạnh. Đây, rễ màng đây của chú anh chị. Đó. Toàn sẽ đưa những cái lục bình cũ này xuống đây luôn. Thì dạo này thì cũng có bữa thì trời ui ui, có bữa thì trời nắng gắt. Thì mấy ngày nay Toàn thấy là nắng gắt rất là nhiều luôn. Đó, Toàn bung những giá thể cũ này ra đây. Thì đôi khi mình tưới thuốc cái mingon đó, nhiều khi có chỗ nào mà nó không có thấm thuốc á, thì nó sẽ ra cái gây ra nấm bệnh như nè. Đó, thì tí xíu nữa Toàn sẽ lấy thuốc Imingon, Toàn kèm dưới N3M, Toàn sẽ tưới chung vô đây luôn. Nó sau thời gian thì Toàn bỏ lâu và Toàn chỉ tưới là Atunit dưới N3M thôi, mà thời gian thì nó ra rễ như nè. Đó, Toàn đưa những giá thể cũ này xuống đây. Nó sau thời gian thì Toàn thấy ra rễ rất là mạnh luôn. Cái này thì rễ nhỏ nhỏ như nè, nó đứt chút đỉnh không sao ha. Toàn đưa xuống hết luôn. Dạ rồi, thì Toàn khai thác giá thể ra nãy giờ thì Toàn thấy rễ ra rất là mạnh luôn. Đây. Rễ ra gì thì nó nằm chéo qua chéo lại thì Toàn sẽ cắt hay hoặc là kéo những cái rễ này ra ở phía bên đây luôn. Thì Toàn sẽ kéo những cái rễ này ra nó đều hết luôn cô chú anh chị, để thời gian sau nó bự chút xíu á thì mình sửa nó hơi khó, hiện tại giờ nó nhỏ là mình sửa nó dễ ha. Ở đây Toàn chuẩn bị cái cọng dừa nè, để Toàn kéo ra Toàn sửa hết rồi Toàn sẽ quay lại cho cô chú anh chị các bạn mình xem để giải trí ha. Ra đây thì Toàn đã kéo ra hết một rễ rồi, còn đây thì nó tới một cái rễ nằm ở phía trên cho nên Toàn sẽ cắt bỏ rễ này ha. Nó Toàn sẽ bỏ cái rễ này. Tại rễ này nó dư rồi, ở xuống đây nó cũng dư luôn. Đây Toàn sẽ bỏ bớt rễ ha. Những cái rễ mà rễ phụ rồi nè, mình cho nó
đứt luôn cũng không sao, tại vì mình ở đây nó đủ rễ chính rồi. Còn những cái rễ phụ này để nuôi cây đó, để hỗ trợ thêm để nó nuôi cây tiếp những rễ bự ha. Đây Toàn sẽ kéo rễ này lại luôn. Thì lâu lâu tầm khoảng 20 ngày hoặc 1 tháng, 2 tháng Toàn sẽ sửa một lần. Những cái rễ mà nó treo này nè, Toàn sẽ bỏ chứ Toàn không lấy ha. Đây, thì Toàn thấy ở đây thì nó có một cái rễ. Toàn sẽ nhắn rễ này xuống, một là nhắn rễ này xuống, hai là Toàn bỏ luôn. Toàn sẽ đưa cái rễ này qua đây. Toàn sẽ kiếm cái cọng gì cho nó bự hơn tí xíu, hơn cọng dừa ha. Để Toàn đè cái rễ này xuống, thời gian sau thì Toàn sẽ chẻ lên đây. Cọng dừa này nó không có đủ lực rồi. Ở đây thì Toàn sử dụng cái đứt luôn à. Toàn sẽ kiếm cái nhánh nào nó bự hơn cái này mà nó tư ha. Đây rồi, đây Toàn sẽ sử dụng cái cọng này. Cọng này là vừa đủ luôn. Toàn sẽ cắm xuống. Đó. Ở đây thì Toàn thấy cái rễ này nó cảm thấy nó ăn qua đây à, Toàn sẽ kéo nó lại luôn. Và đây cô chú anh chị, thì Toàn thấy cái rễ này nó hơi chìm xuống á, và Toàn lấy cái cục đất khô mà cục đất cứng á, Toàn sẽ đưa cái rễ này lên trên. Đó. Thì thời gian sau thì Toàn đưa cái mực này lên trên. Sau khoảng 2 tháng nữa Toàn kiếm một cái nhánh cây, Toàn sẽ cắm nhắn cái này xuống là nó đều luôn. Còn bên đây thì Toàn thấy nó đủ rễ rồi. Đó. Hoặc là sau này mình kéo rễ này lên, cái rễ này từ từ mình kéo, hay hoặc mình kéo luôn bây giờ cũng được. Đó, để Toàn kiếm cái cây này, cái cây dừa tầm, cái Toàn sẽ đưa cái rễ này lên luôn. Đó. Ở đây thì Toàn lấy cọng dừa luôn. Đây Toàn đưa cho nó cao bằng cái rễ bên đây luôn ha. Đó. Vì xong Toàn sẽ kiếm cái cọng dừa khác, Toàn cắm cái rễ này xuống cho nó đều lại. Cái này mình sửa xương xương, sau khoảng vài tháng nữa mình sẽ sửa để tiếp tục. Cây này hiện tại giờ nó đủ rễ luôn rồi. Đây toàn bộ rễ ghiên hết luôn. Đó, còn bên đây thì Toàn thấy là nó một rễ. Một rễ rồi tới hai nhánh. À, cái rễ này nó sẽ đi cái rễ này nó ăn qua đây, Toàn sẽ kéo nó lại luôn. Dạ rồi cô chú anh chị, thì Toàn kéo rễ ra nãy giờ đã xong. Bây giờ Toàn tưới nước để cho nó sáng lên, để mình coi cái rễ nào nó có chìm xuống dưới để mình kéo lên nữa ha. Tưới cái nó sáng rễ lên. Ở đây thì Toàn coi những cái rễ nào nó treo á thì Toàn sẽ cắt bỏ, còn rễ nào không treo Toàn để thí luôn. Đây, những cái rễ nhỏ mà nó tràn lên cái rễ bự đó, Toàn sẽ lấy cây Toàn cắm cố định lại. Đây. Còn bên đây thì hồi nãy nó rễ này thì nó nằm bên đây à. Còn cái rễ này, phần rễ này nó dư ở bên đây thì Toàn kéo qua đây luôn. Đó, Toàn sẽ đưa nó xuống giá thể luôn. Đó, còn cái cây này Toàn sửa bây giờ, sau khoảng 2 tháng nữa Toàn sẽ sửa tiếp tục ha. Hiện tại giờ là khoảng 3 nè. 3, 5, 8, 9. Hồi nãy Toàn coi là 8, bây giờ Toàn coi lại là 9 ha. Toàn mới kéo lên. Đó. Dạ còn bây giờ thì Toàn sẽ vô giá thể ha. Vô giá thể xong Toàn sẽ sử dụng thuốc N3M để mình tưới hỗ trợ thêm cho nó, cây của mình nó cứng cáp và nó xanh lá ha, và nó ra nhánh nhiều hơn nữa. Thì hồi nãy Toàn coi ở trên đây thì mình tưới á, thì nó cũng có khi là nó không có điều thuốc á, cho nên là có chỗ bị nấm bệnh nè. Nấm bệnh thì nó ảnh hưởng tới cái cây mai của mình về sau á, cho nên Toàn sẽ tưới lại thuốc Gimingon.
cái cọng dừa này thì đối với ghế bự thì nó không đủ lực để mình cố định đó. Cái này mình chỉ cắm xương xương nữa thôi. Còn ở đây thì Toàn chuẩn bị cái thùng khoảng 15 lít, Toàn múc tầm khoảng là 10 lít ha. Ở đây thì Toàn chuẩn bị một bịch thuốc Kimingon. Thuốc này, bịch này tầm khoảng là 100g cô chú anh chị. Này mình pha ra để mình tưới trực tiếp vào gốc hay hoặc là mình phun trực tiếp lên lá cũng được hết. Đối với 10 lít nước này, Toàn sẽ sử dụng 3 muỗng, hơn 3 muỗng cà phê thuốc Kimingon. Toàn sẽ chế vô đây. Nó tầm khoảng bao nhiêu. Và xong thì Toàn sẽ cộng thêm một số N3M. Ở đây Toàn sử dụng cái chai này là chai nhỏ nhất luôn, nó tầm khoảng 100g thuốc ha. Toàn sẽ cho vô đây tầm khoảng thêm hơn một muỗng cà phê. Đó, mình tưới hỗ trợ thêm để cho cái cây của mình nó cứng cáp lại trong khi mà mình đang xử rễ á. Cái này mình tưới liền, tại vì cái rễ này đối với rễ này thì mình không có trẻ, còn đối với những rễ trẻ thì sau thời gian khoảng 10 ngày, hơn 10 ngày mình hả tưới cái loại thuốc này ha. Đó, thì Toàn sẽ quậy đều thuốc lên. Đó, mình khuấy đều lên. Cây này thì Toàn o bế hồi từ lúc nhỏ, tại lúc nhỏ Toàn có xuống phôi nè, cắt ngang đây để cho cây mai mình nó thêm lùng lực. Mình làm cách nào để cho cái tay cành 1 này cho nó bự hơn những tay cành 2, cành 3 cho nó bự hơn tí xíu ha. Đó, thì cây nào thì Toàn sử dụng loại thuốc đó, cũng tùy theo cây mà Toàn sử dụng thuốc ha, để Toàn thử nghiệm á, coi nó như thế nào. Thì sau đây Toàn sẽ vô cái giá thể. Thì giá thể bao gồm là sơ dừa, 8 sơ dừa, khoảng 2 chấu là dừa nha cô chú anh chị. Còn nếu như mà 5 sơ dừa 5 chấu thì mình cảm thấy chấu nó nhiều hơn, thì nó dễ lên meo quá, nó gây ra nấm bệnh cho cái giá thể này nè. Còn thường Toàn thấy chấu nhiều quá, nó dễ bệnh đó, cho nên là Toàn sử dụng là 8 sơ dừa, khoảng 2 chấu là dừa ha, trộn đều lên. Xong thì Toàn sẽ cho vô gốc mai, xong rồi Toàn tứ thuốc lên. Thì cái này trời nắng nó hơi thất thường tí xíu, có khi mà tối ngày ui, có khi tối ngày trời nắng gắt không chừng. Đó, thì lên quay cũng sắp tới mùa mưa rồi, Toàn sẽ không có vô lục bình nữa ha. Ở đây thì Toàn phải điều lên lần nữa, Toàn tứ trực tiếp vào gốc luôn. Đây, Toàn sẽ tứ một vòng. Nói chuyện mình tứ vậy là nó không đủ thấm luôn. Cái này nó búp sen này nó hơi nhuyễn, chứ lại bụi nhiều thì nó không xuống đều quá. Mình sẽ tứ ướt trên giá thể cho nó ướt đều luôn ha. Dạ rồi, bây giờ tiếp tục Toàn sẽ khai thác thêm một cây rễ màng nữa cho cô chú anh chị các bạn mình xem trong thời gian khoảng 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng, coi cái bộ rễ nó phát triển như thế nào ha. Dạ rồi, sau đây Toàn sẽ mời cô chú anh chị các bạn theo chân Toàn ha. Thì cây cũng kế bên đây thôi. Thì những cái mô này được rồi, Toàn bán mai bây giờ là Toàn phơi đất rồi phơi lục bình thời gian, xong rồi Toàn sẽ trồng lại những cái mô này ha. Đây, cây này thì cô chú anh chị à, cây này với cây đó là trồng một lượt luôn, mà cây đó nó phát triển hơn. Này, Toàn sẽ bung những cái phần giá thể cũ này ra đây luôn. Thì đối với lục bình này mình sẽ bỏ qua một bên ha. Mình sẽ buông cái phần giá thể này ra đây luôn. Thì sau cái thời gian mà trời nắng nóng á, ở ngoài này nó hơi bị hóc nè. Cái này thì Toàn trồng cái màng cách đây khoảng 2 tháng mấy rồi. Để Toàn sẽ lấy cọng dừa. Cây này Toàn thấy nó tầm khoảng 10 rễ ha, hơn 10 rễ tí xíu. Cây này Toàn chưa có sữa để Toàn bươi giá thể ra cho cô chú anh chị các bạn mình xem để tham khảo ha. Thì có quý cô chú anh chị các bạn nào có giao lưu
có yêu thích mai xù xử rễ hoặc cây giống xù nu Singapore thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0971 và 203 949, và đó cũng là số Zalo của Mực luôn. Địa chỉ vườn mai là tại dốc cầu Trung Hưng 2, ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Nhà Toàn xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho Mực ha. Nhà Toàn rất mong cô chú anh chị các bạn xem cái clip này để mình ủng hộ cho Mực tiếp tục luôn. Nhà Toàn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Rễ này đã đứt rồi. Đứt không sao, sau này nó tạo thêm cái móng gồng cho cây mai. Đó, những cái rễ mà đứt ngang vậy nè, sau này nó ra rất là nhiều rễ luôn. Đó. Cây này thì Toàn chưa có sửa, hiện tại giờ rễ nó ra rất là mạnh luôn. Đó, sau đây thì Toàn sẽ bung những giá thể cũ này ra cho nó đều hết. Thì sau cái thời gian mà đối với những cây mai bự hoặc là mai con, đây là cây bự được rồi, Toàn bung những cái về này ra. Thì Toàn tưới trên đây là ướt hết cái mô mai luôn, Toàn tưới tầm khoảng là hơn 3 phút là cho một cây đó. Mà sau một hồi Toàn tháo cái về này ra thì cặp mé ngoài này thì nó khô gan luôn. Thì đối với những cái cây mà mình trồng rễ mạng gì của chú anh chị thì sau khoảng là 3 tháng sau thì Toàn rút kinh nghiệm lại, hiện tại là Toàn trồng cây này trước những cây ngoài hè. Cây ngoài hè giờ Toàn trồng cái đường kính ngang của cái V này tầm khoảng là 3 tấc mấy ha. Nhưng mà cái đường kính này hiện tại tầm khoảng là 5 tấc ha. Đó, 5 tấc thì khoảng lúc trước là hơn một thao giá thể. Còn bây giờ Toàn rút kinh nghiệm lại, Toàn trồng đường kính ngang của cái V này nè. Từ mấy này qua đây tầm khoảng là 3 tấc. Hơn 3 tấc tí xíu là nó tầm khoảng có nửa thao giá thể thôi. Một thao mình có thể trồng 2 cây, còn lúc trước là một thao là trồng thiếu một cây. Đó. Còn cái phần mà cặp mé ngoài này nó khô. Đó, là Toàn cũng rút kinh nghiệm đi luôn, Toàn trồng cái đường kính ngang tầm khoảng 3 tấc để sau 3 tháng hay hoặc 4 tháng á, là cây của mình nó phản bằng ngón út hay hoặc ngón tay cái rồi Toàn sẽ bung ra. Toàn bung cái V này ra để Toàn thêm giá thể vô cặp mé ngoài này. Đó, Toàn tứ sôi nước ngoài này cho nó ướt ngoài này để cho mình nhử cái phần rễ mai này nó bự nè, sau này sẽ nó ăn ra đây. Còn hiện tại bây giờ thì rễ màng nó ăn ra đây thì nắng nó nóng nó dễ bị quéo. Đó, thì ngay cái phần này nó khô và nó hóc, nó dễ bị héo cho cây mai ha. Quay lại dưới phần này ta sẽ vô giá thể luôn. Đó. Toàn vô hiện tại giờ Toàn vô cũng ít luôn, thì khoảng 2 tháng nữa Toàn mới vô nhiều. Thì cây này hiện tại giờ rễ nhỏ quá cho nên Toàn chưa có sửa ha. Cây này chắc có lẽ là chưa có được 2 tháng rưỡi tại vì Toàn trồng sau. Đó, Toàn cũng vô cặp mé trong này thôi. Rồi mình đè nhẹ xuống. Rồi sau thời gian khoảng 2 tháng cho đến 2 tháng rưỡi nữa thì Toàn sẽ khui cái phần giá thể này là nó cũ rồi, Toàn đưa ra đây hết luôn. Rồi Toàn sẽ vô giá thể mới trong này ha. Còn bây giờ Toàn sẽ vô lục bình. Lục bình này khô. Thì trời cái này nó hơi nắng gắt á, cho nên mình vô lục bình cho nó nhiều để cho nó mát cái gốc mai. Để nó giữ cái độ ẩm tốt cho cây mai của mình ha. Toàn sẽ đổi cây luôn. Cắm thêm một cây nữa trong khi mình tưới nước đó, nó sẽ không quặt. Nếu như mà cây mai của mình tưới nước nó quặt nhiều quá thì rễ nó không có đều. Đó, mình sẽ cắm vô đây tí xíu nữa Toàn sẽ buộc dây sau ha. Còn bây giờ Toàn sẽ tiếp tục mời cô chú anh chị các bạn xem cây tiếp theo luôn. Toàn tưới vô đây miếng thôi, giá thể này không có hư. Đó. Tiếp tục cây bên đây là cây cây này là cây Singapore, còn cái cây này nha. Cây này cũng là hình như là rồi Toàn trồng là dảo Thủ Đức có, xù Singapore có. Hay Toàn nghĩ là cây này nó chắc dảo Thủ Đức quá. Cái lá này giống lá Singapore. Toàn trồng nhiều quá cho nên nhà Toàn cũng quên. Ở ngoài hè trước dảo Thủ Đức rồi xù Singapore. À, tiếp tục Toàn sẽ bung cái phần giá thể này cũ này ra luôn. Toàn sẽ lấy lục bình này ra để lục bình này mà mình đưa vào đây thì thời gian sau mình tứ trời mưa đó nó sẽ đọng nước đây, nó thúi, thời gian sau thì nó mưa rất là nhiều. Cái này Toàn nghe ếch nhưng ếch nó kêu rất là nhiều.
ếch nó kêu là tối ngày luôn, chắc có thể là cũng không có lâu đâu, trời cũng sẽ mưa thôi. Nó toàn sẽ bung cái phần giá thể cũ này ra đây ha. Còn gom này là mình sẽ đưa ra ngoài luôn, chứ mình đưa vô đây nữa là sau này nó đưa xuống đây nó dễ bị nấm bệnh nè, với lại nó ứ nước. Toàn thấy cây này rễ cũng rất là nhiều luôn. Để toàn bung nhẹ ra ha. Toàn bung ra đây hết luôn. Toàn thấy là cây này ra rễ dữ lắm mạnh. Toàn sẽ lấy thuốc này toàn tưới vô luôn. Sẵn tưới cho nó đều này. Rồi toàn sẽ lấy cái cọng dừa ha. Hồi nãy như là còn bên đây một cọng thì phải. Đây. Thì ở đây toàn thấy á, cái vê bây giờ toàn mua những cái vê mà vê mới bây giờ nó cũng bằng giá tiền vê này luôn, mà toàn trồng sau khoảng 3-4 tháng mà ngay cái đầu vê này nè nó vẫn bình thường luôn, chứ nó không bị quéo như cái vê đời đầu ha. Mình tứ á, trong khi mà cái vê mình nó úp vô như nè, mình sẽ kéo nó lên, mình tứ vào cặp mé trong đây luôn để cái độ nước nằm trong đây để giữ rễ mai bò ra ngoài ha. Đối với những gậy lụa này nó đứt chút đỉnh không sao đâu cô chú anh chị. Cây này thì toàn cũng chưa có sửa bây giờ luôn. Đó mình xem cái rễ nào nó treo mình sẽ cắt bỏ. Còn đây rễ nó núp trong đây nè. Cây này sau khoảng 1 cho đến 2 tháng nữa toàn sẽ sửa ha. Nó toàn thấy rễ rất là mạnh luôn. Thì chăn cho cái phần Momo này nè, không phải cái là rễ dư hay hoặc rễ treo ha. Toàn sẽ làm theo cái kiểu giống như cái cây ngoài hè, cây ngoài hè cũng có rất là nhiều anh chị hỏi giao lưu với toàn á, nhưng mà cây đó toàn chưa giao lưu ha. Nước này thuốc hồi nãy nó hơi đặc. Toàn sẽ pha lỏng thêm một miếng nước nữa. Thì giá thể bên đây thì toàn không thấy nó có hiện tượng là bệnh. Ở đây thì toàn cảm thấy là nó có một cái rễ nó hơi chéo nè. Toàn sẽ kéo nó qua luôn. Rồi toàn sẽ tắt điện thoại ha. Dạ thì nãy giờ toàn định là toàn để khoảng tháng ngoài nữa toàn sửa, nhưng mà toàn thấy cọc này nó hơi bự rồi, toàn sửa luôn. Dạ để toàn coi được bao nhiêu cọng rễ ha. À, 1 còn đây cọng nữa. Cọng này toàn sẽ kéo nó lại bên kia luôn. À, đối với những cọng đứt này toàn cho nó ra rễ móng gồng luôn. Này, cây này cũng nhiều rễ rồi. Đó, toàn sẽ đưa qua đây ha. Đấy rồi, sau đây toàn sẽ coi được nhiều rễ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tầm khoảng 18 rễ luôn. Đó, 18 rễ này thì toàn sẽ để cái gin, toàn không có chẻ nó ha. Chắc có lẽ là cây này xù Singapore của chú anh chị ơi. Đó. Đều ngang dài hết luôn. Đây rồi thì toàn đùa giá thể cũ ra đây. Dạ bây giờ toàn sẽ vô giá thể mới ha. Giá thể mới này thì bữa hổm toàn tứ thuốc Imingon vô rồi. Mà toàn đã xử lý nấm bệnh trên cái giá thể này ha. Đây thì toàn cũng vô vừa đủ cho cây mai, vòng vòng cái miếng nhỏ này thôi. Sau khoảng 2 tháng nữa thì toàn sẽ bung cái phần giá thể này ra đây, tức là giá thể cũ xong toàn sẽ cho vô giá thể mới vô đây ha. Còn hiện tại giờ toàn sẽ vô lục bình. Đó.
Thì nhiều anh em hỏi Toàn á, thì cái mai của mình sau khi trẻ thì mình có thể là phun hay hoặc là tưới thuốc kích rễ vô lường hay vô liền được hay không, và hôm nay Toàn xin chia sẻ cùng cô chú anh chị và các bạn cùng biết ha. Thì đối với những cái mai gãy trẻ, mình trẻ sau khoảng thời gian là 10 cho đến 15 ngày đó thì mình sẽ tưới thuốc kích rễ vô đó, hay hoặc là tưới thuốc trừ nấm bệnh cho cây là trực tiếp vào gốc luôn đó. Thì sau khoảng 15 cho đến 20 ngày mình hạ tưới ha. Còn nếu như mà mình mới trẻ rồi mình tưới thuốc kích rễ liền thì Toàn thấy là không im cho lắm. Thì Toàn đợi chừng nào nó ra tế bào da xong thì nó cái bộ rễ nó phát triển mạnh, cái bộ rễ nó phục hồi lại xong mình hạ tưới ha. Còn bây giờ Toàn sẽ tưới cái xương xương cái thuốc vô đây. Rồi thì Toàn đã hoàn thành xong hai cây. Và còn bây giờ Toàn mời cô chú anh chị các bạn xem những cây mai mà Toàn kích rễ sau 19 ngày ha. Này, cây này chắc có lẽ là sùi Singapore, tại vì mình coi cái gốc nó hơi nu quá. Bây giờ nó ra tược non, là sáng Toàn mới tưới thuốc phun thuốc sâu cho nó. Để rồi bây giờ Toàn mời cô chú anh chị các bạn theo chân Toàn ha. Dạ thì đây cô chú anh chị, thì mình làm đối với những cây làm rễ nè thì nó hao hụt tầm khoảng là từ 2 cho đến 30% ha. Đó, tỷ lệ đạt của nó tầm khoảng là từ 7 cho đến 80 thôi. Thì nói chung là cũng có tầm khoảng mình làm 300 cây thì nó hao hụt còn lại 200 mấy là dừa. Tại vì này bữa hổm Toàn với ông anh ruột là định là làm dừa đủ cho ổng thôi, mà cái này Toàn làm chịu hao luôn. Thì sau này cho ổng chọn những cái cây đẹp á để ông trồng cho riêng ổng ha. Còn nhiều thì những cái cây nào mà gãy không được đẹp thì Toàn sẽ nuôi lại tiếp tục, và Toàn trồng cái bên nhà của Toàn luôn. Thì cái này thì Toàn để cho nó khô nước là hình như là hồi chiều hôm qua tới hôm nay, tới chiều hôm nay là khoảng một ngày đó, thì Toàn sẽ phun xương của nó, phun xương cho nó tầm khoảng là 5 lít nước ha. Cái bình này thì nó 20 lít đó, Toàn vô nước tầm khoảng là 5 lít nè đó. Thì 5 lít này Toàn sẽ phun xương trên lá để cho nó mát và giữ cái độ tư thôi đó. Thì cái độ ẩm thì ở dưới cây mai này rất là nhiều luôn đó, cho nên là Toàn không dám tưới nước nhiều. Tưới nước nhiều thì sợ nó nghẹt hay hoặc là nó bị úng rễ ha. Còn bây giờ Toàn mời cô chú anh chị các bạn xem lại hai cây bữa hổm mà Toàn có quay nè đó, có quay rồi, là quay đầu tiên trong cái đợt mà Toàn kiểm tra đó, là không biết có phải nằm đây hay không. Thì Toàn cũng chọn bên đó là khoảng hai cây, hai ba cây là hôm kia. Rồi hôm nay Toàn sẽ quay lại hai cái cây mà đợt trong cái lô mà 200 mấy chục cây này, thì Toàn sẽ bư ra lại coi cái rễ nó phát triển như thế nào ha. Ở đây thì Toàn để vô cái thao. Cái này Toàn vô giá thể đợt sau á, Toàn không có dám ém cho nó dẻ. Ém cho nó dẻ thì Toàn trong khi mà tưới nước á, nó dễ bị úng, nó dư cái lượng nước luôn. Đối với cái giá thể nguyên chất này nó giữ cái độ ẩm rất là hay. Còn đối với mà cái sơ dừa mà mình trộn chấu vô á, nó có độ thoát nước đó. Toàn sẽ tưới vô miếng nước nha. Đó thì Toàn thấy cái cây này cái rễ này, cây này được rồi thì Toàn không có quấn bằng keo ha. Có cây thì Toàn quấn bằng keo, thì trong đợt nắng thì Toàn thấy nó cũng rất là dở. Còn đối với những anh em nào mà mình gành về cái kích rễ này nè, mình quấn bằng keo cũng không được, không sao. Còn Toàn thì cũng chưa gành cho lắm, cho nên Toàn cũng ít quấn bằng keo. Trừ khi mình trừ cái những cái trường hợp mà nó bị úng rễ á đó, mình cho nó ra thoải mái luôn. Chẳng thà mình tiễn những cái rễ trên đây bỏ, chứ mình để thiếu rễ thì sau này, nói chung là đối với Toàn khoảng 2-3 hay hoặc là 3-4 năm, chứ 2 thì nó hơi yếu, 3 thì mình có thể làm ra mười mấy rễ được, còn 2 thì chắc có thể lâu. Được rồi thì một rễ Toàn làm ra có thể là 8 rễ, thì nói chung 2 rễ cũng vẫn được, nhưng mà 2 rễ Toàn có thể làm ra mười mấy rễ cũng được luôn ha. Này, điều ngay mặt hết.
Dạ rồi, Toàn sẽ mời cô chú anh chị các bạn mình xem cây tiếp theo ha. Thì đối với những cái cây mình làm rễ, mình chọn những cái cây mà bằng đồ đũa ăn trở lên thì nó sẽ hay hơn. Còn cây nhỏ quá thì nó không đủ tế bào da để nó ra rễ ha. Cây này cũng vậy luôn. Đây, nó nhỏ mà có vỏ cô chú anh chị. Đó. Rễ rất là nhiều. Cây này Toàn thấy nó lùng lực. Toàn cắt đâu khoảng một đoạn. Hình như Toàn cắt một đoạn là ra được tới giờ luôn. Đó. Thì Toàn thấy hai cây Toàn làm được, nhưng mà có cây ra gây ít. Đó, cây này thì nó ra nó cục chút xíu, còn cây này thì ra nhiều. Đó, thì sau đây Toàn sẽ phun sương cho những cây mai này nha cô chú anh chị. Dạ rồi, còn bây giờ Toàn sẽ lắp cho thể lại để Toàn phun sương với những cây kia luôn ha. Cây này Toàn lắp thì Toàn không có đè nặng cho thể, mình chỉ là ấy nhẹ nhẹ xuống thôi. Giá thể thì càng tơi xốp càng tốt cô chú anh chị. Còn ướt hoặc nó dẻ hoặc đóng cục quá thì không nên ha. Ta sẽ kiếm cái góc nào ta sẽ để vô. Để cho nó lượt với mấy cây kia luôn. Đây, này nó có lũ hót mà. Toàn sẽ để bên đây. Rồi sau đây Toàn sẽ phun sương nó cái ha. Đấy, Toàn lịch trên gió. Ở đây thì Toàn cũng hao đầu này 2 cây, đầu kia 2 cây. Phun cho nó đi dù cái ướt cái thân. Ướt để cái hơi nước nó rỉ xuống cái gốc từ từ vậy đó. Đó, mình phun cho nó ướt cái thân để cho cái hơi nước á, cái giọt nước cho nó rớt xuống cái gốc. Đó, cho nó để cho nó mát, để cho nó ra rễ, còn mình tưới nhiều quá cái lượng nước nó dư. Đối với 200 mấy chục cây này Toàn phun tầm khoảng 5 lít nước thì nói chung là không tới, còn nếu như mình tưới là tầm khoảng từ 2 cho đến 3 thùng là mới có đủ là 200 cây này. Nhưng mà cái này nắng quá Toàn cũng không có dám tưới nước nhiều. Toàn sẽ đi cặp mé này Toàn phun cho nó đều với những cây cặp mé này luôn. Phun xong thì Toàn sẽ phun ngược trở lại. Phun ngược trở lại cho nó đều luôn. Gió nhiều quá mình phun cái lượng nước nó hao bay khơi khơi trên không à. Toàn phun nãy giờ là chưa hết 5 lít nước nữa đó. Gió bay ra ngoài chưa? Đợt sau thì Toàn cũng định làm thêm 200 mấy cây dảo Thủ Đức làm rễ giống gì luôn.
Để Toàn coi là 5 lít nước này tầm khoảng là bao nhiêu phút ha. Như nãy giờ là gần 2 phút mấy. Rồi hết nước rồi. Rồi thì có bữa thì toàn phun, có bữa thì toàn tứ. Ví dụ mà hôm buổi sáng, ví dụ mà sáng sớm toàn tứ á, thì buổi chiều toàn phun sương, hoặc là buổi sáng phun sương để cho nó tan đi những cái sương muối á, thì buổi chiều mình tứ. Đó, nói chung là khoảng cách ngày mình tứ ngày cũng được, không sao, tại vì cái giá thể này nguyên xìa nguyên chắc, nó giữ cái độ ẩm rất là cao, là ở dưới cái đá chậu ha, còn mặt trên thì nó khô. Đó, mình thấy nó khô đừng có nhót ruột, mà mình tứ nhiều nó sẽ đọng nước lại, nó làm cho cái rễ mai, những cái rễ mà có mọng nước nó sẽ thúi. Đó, nó dễ bị thúi, hoặc là nó bị nó có cây thì nín, nó không rễ luôn. Dạ rồi cô chú anh chị, thì hôm nay toàn có khai thác một hai cây mai, cây thì toàn trồng rễ màng. Có cây thì toàn trồng lúc trước thì sửa rễ trước cũng có nữa ha. Thì hôm nay toàn mời cô chú anh chị các bạn xem lại những cái cây mai rễ màng và những cái cây mai mà toàn kích rễ sau 19 ngày á. Thì toàn cũng mến chúc với cô chú anh chị các bạn xem giải trí chơi cho vui ha. Thì với cách này toàn cũng rất mong cô chú anh chị và các bạn mình thành công luôn. Và sau đây toàn xin khép lại cái video, và cuối video toàn xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả cô chú anh chị các bạn gần xa trên mọi miền đất nước, luôn được nhiều sức khỏe, nhiều gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc. Có quý cô chú anh chị các bạn nào thấy video của toàn hay và hữu ích á, thì hãy xem xong tặng cho toàn một like và một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho toàn, để toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye.